Xin chào các bạn, hôm nay ngày 16 tháng 10 mình đăng cái clip cái gốc phát tài. Phát tài này là gốc lá sọc vàng, trồng chậu cũng lâu rồi nha. Giờ bán là rút cây lên bỏ chậu lại nha. Thì cái cây này hình nó là 70, hơn 70, 72, 73 gì đó. Giá thì có không chậu, không bao phí ship thì nó chỉ có 800 ha. Đây. Đế đẹp. Mày mới đắp thêm cái sơ dừa mặt chậu cho nó sạch hết chứ. Cây thì nằm chậu lâu nha, chứ không phải mới vô. Còn cái này là bao lá sọc vàng luôn. Ha, bao lá sọc. Không bao phí ship, rút chậu là 800 ngàn. Nên chốt cây thì nhắn Zalo cho mình theo số điện thoại 0397 177 1118 nha. Cảm ơn các bạn đã xem.